Ngày 1 tháng 6, Kính Thánh Justino tự đạo. Thánh Justino quê ở Samaria. Ngài sống vào khoảng thế kỷ thứ 2. Thân phụ của Justino đã dựng dục Ngài trong tinh thần ngoại giáo, không tin có Thiên Chúa. Khi còn trẻ, Justino đọc các sách thi ca, sự ký và khoa học. Đến tuổi trưởng thành, thánh nhân tiếp tục tìm tòi nghiên cứu những sách ấy. Mục đích chính yếu của việc tra cứu là tìm hiểu chân lý về Thiên Chúa. Một ngày kia, đang khi đi dạo trên bờ biển, Justino gặp một cụ già. Cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau. Khi thấy Justino có vẻ đăm chiêu suy tư, cụ già liền hỏi xem ngài đang suy nghĩ gì. Justino trả lời cụ rằng mình thật bất hạnh vì chẳng tìm thấy được bất cứ chân lý chắc chắn nào về Thiên Chúa trong các sách ngài đọc cả. Và cụ già đã nói với Justino về Chúa Giêsu đấng cứu thế. Cụ khuyến khích Justino cầu nguyện để có thể am hiểu những chân lý về Thiên Chúa. Thánh Justino bắt đầu cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Dần dần, ngài trở nên người rất mộ mến lời Chúa. Rồi thánh nhân cũng cảm động khi thấy các Kitô hữu thật can đảm trong việc dám hy sinh chết cho niềm tin và lòng yêu mến Chúa Giêsu. Sau khi học hỏi hơn về đạo Công giáo, Justino trở nên một Kitô hữu. Sau đó thánh nhân đã dùng kiến thức đặc biệt của ngài để trình bày và bảo vệ đức tin qua nhiều bài viết. Chính tại Roma, thánh Justino đã bị bắt vì là Kitô hữu. Quan tòa hỏi ngài: anh có nghĩ rằng khi chết đi anh sẽ lên thiên đàng và được ân thượng không? Tôi không những chỉ nghĩ như thế, vị thánh trả lời, mà tôi còn tin chắc như vậy nữa. Và thánh Justino đã chịu tự đạo khoảng năm 166. Để giữ đức tin vững vàng, chúng ta hãy năng cầu nguyện với lòng tin tưởng. Thỉnh thoảng chúng ta hãy lặp đi lặp lại tác động đức tin ngắn gọn và đơn sơ này. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Ngày 1 tháng 6, Kính Thánh Justino tự đạo.